Từ vi cung sư tử tháng 4 năm 2023, tài chính tiến triển tốt. Tổng quan. Tháng này sẽ rất thuận lợi cho những người thuộc cung sư tử khi sao Mộc đang di chuyển đến cung địa bàn thứ 9 trong tháng này và đang đối chiếu với dấu hiệu mặt trăng. Sao thổ đang ở trong ngôi nhà thứ 7 đối diện với dấu hiệu mặt trăng và do đó, những vấn đề trong mối quan hệ với bạn đời có thể xảy ra đối với người thuộc cung sư tử. Tóm lại, các hành tinh chính tức là sao thổ không ở vị trí thuận lợi, nhưng sao mộc sẽ ban phước lành cho bạn từ tháng này trở đi, cho đến hết năm. Do đó, tình hình tài chính của bạn sẽ tốt. Do sự di chuyển của sao mộc, những người thuộc cung này có thể chứng kiến những dịp tốt lành trong gia đình mà họ sẽ vui mừng. Xem chi tiết tử vi để biết tháng tư này vận trình của bạn như thế nào trong các lĩnh vực gia đình, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên. Tình yêu hôn nhân quan hệ cá nhân Tử vi hàng tháng 2023 tiết lộ rằng người cung sư tử sẽ đạt được kết quả vừa phải trong nửa đầu tháng về mặt tình duyên. Nếu đang yêu thì nửa đầu tháng có thể bạn sẽ không thấy suôn sẻ. Có cơ hội tranh cãi với người yêu của bạn. Điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với những người thuộc cung sư tử đã kết hôn và những người sắp kết hôn. Nhưng nửa cuối tháng này sẽ khả quan sau ngày 15. Vì hành tinh có lợi là sao mộc sẽ chiếu vào cung mặt trăng và sẽ giúp ích cho những người đang yêu và cả những người sắp kết hôn. Gia đình và bạn bè Những người thuộc cung sư tử sẽ có kết quả vừa phải trong nửa đầu tháng do các vấn đề trong gia đình vì sao thổ sẽ hiện diện trong cung địa bàn thứ bảy. Người bản địa cũng có thể chứng kiến các vấn đề trong mối quan hệ với người bạn đời của họ nhưng nửa cuối tháng này sau ngày 15 sẽ trở nên tốt hơn vì sao Mộc sẽ được đặt ở vị trí thuận lợi. Ngoài ra, sao Thủy sẽ được xếp vào ngôi nhà thứ 9 với mặt trời mạnh mẽ. Nhờ đó, cuộc sống gia đình sẽ hòa thuận, êm ấm. Tử vi hàng tháng năm 2023 tiết lộ rằng sao Hỏa chiếm giữ ngôi nhà thứ 11 và do đó, gia đình có thể có những cơ hội tốt lành. Do vị trí của sao hỏa ở những vị trí thuận lợi nên những người thuộc cung này có thể đi chơi bình thường với các thành viên trong gia đình. Đồng thời, vì sao thổ đang ở cung địa bàn thứ bảy và đối chiếu với cung mặt trăng nên tử vi hàng tháng 2023 khuyên bạn nên giữ sự minh bạch trong giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình để cuộc sống gia đình hạnh phúc, sức khỏe. Những người thuộc cung sư tử sẽ có sức khỏe tốt khi sao mộc chiếm cung địa bàn thứ 9 tính từ cung mặt trăng và đối chiếu với cung này. Nhờ những điều trên, sư tử sẽ có sức khỏe tốt và quyết đoán. Nhưng sự hiện diện của sao thổ trong ngôi nhà thứ bảy có thể gây nguy hiểm về sức khỏe cho bạn đời của những người này. Nhưng sẽ không có vấn đề lớn nào phát sinh vì sao hỏa được đặt ở nhà thứ 11 và Ketu ở nhà thứ ba và Rahu ở nhà thứ 9 sẽ mang lại sự cải thiện và giúp sư tử có tình trạng sức khỏe tốt hơn. Sự nghiệp Tử vi hàng tháng 2023 dự báo sư tử sẽ đạt được kết quả vừa phải về sự nghiệp và công việc. Nửa đầu tháng này có thể khó đạt được thành công lớn trong công việc. Sao thổ có thể mang lại một số thách thức trong sự nghiệp. Những người thuộc cung này có thể phải đối mặt với những thách thức từ phía đồng nghiệp, đây sẽ là một vấn đề. Người thuộc cung sư tử sẽ không nhận được sự công nhận cho công việc khó khăn mà họ đang bỏ công sức ra và điều này có thể khiến họ thất vọng. Nhưng sự nghiệp của sư tử sẽ được cải thiện trong tháng này khi hành tinh có lợi là sao Mộc sẽ di chuyển đến cung địa bàn thứ 9. Do sự di chuyển tốt của sao Mộc ở trên, Sư tử sẽ thu được những kết quả thuận lợi và những thách thức mà sư tử gặp phải trong quá khứ sẽ chuyển thành thành công. Những người làm kinh doanh thuộc cung sư tử có thể sẽ thu được lợi nhuận đáng kể trong tháng này do sự di chuyển của sao Mộc, sao Hỏa sẽ ở một vị trí thuận lợi. Tài chính. Sư tử sẽ có cơ hội kiếm tiền tốt trong tháng này nhờ thuận lợi từ sao Mộc. Ngoài ra, Sao Thủy cũng đem lại những cơ hội tốt trong tháng này để kiếm tiền và tiết kiệm. Một số tình huống có thể đòi hỏi nhiều tiền hơn mà bạn có thể phải vay. Trong tháng này, vị trí của sao Hỏa trong cung địa bàn thứ 11 sẽ thuận lợi và giúp bạn kiếm được nhiều tiền. Một số bạn có thể sử dụng nó bằng cách mua bất động sản vào cuối tháng này. Sư tử đang làm ăn, kinh doanh sẽ thu được nhiều lợi nhuận vào cuối tháng nhưng nửa đầu tháng này sẽ không thuận lợi để kiếm thêm. Sư tử đang chuẩn bị đưa các khoản đầu tư mới vào kinh doanh nên triển khai sau ngày 15 của tháng này. Bằng cách đó, bạn sẽ thu được lợi nhuận cao và kiếm được một danh tiếng tốt cho mình trong lĩnh vực kinh doanh. Sư tử đang kinh doanh sẽ gặp phải sự cạnh tranh gay gắt với các đối thủ sau nửa cuối tháng này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Chúc các bạn năm 2023 nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh FNL để được cập nhật những thông tin mới nhất. Lưu ý, thông tin chỉ mang tính tham khảo và nghiệm lý.